Bạch Đức Thế Tôn, con là Tu Bạc Đà La, 120 tuổi đầu mới được xuất. Dạ. Tuy sức yếu tuổi già, con tiếp chi lo tu, học thiền kinh luật sám hối tinh tấn công phu. Nhưng hỡi ơi sức yếu chân trung, còn trong dân công quá trở chúng làm sao được nghe thấy thêm trai đức tâm đoan. Này Tu Bạc Đà La ơi, người chớ có bi quan, nên xả niệm bên trong tỳ thần gương quang tựu sáng lòa, lặng tâm thiền chớ có theo dòng tư, bỏ niệm sằng chứng đại diệt vọng quần chân thì đã khỏi lưng. Dù rằng con được pháp duyên thâm, nhưng lòng đã rất bàng hoàng. Xin Như Lai chớ vô niết bàn, cho chúng con được bình an. Bạch Đức Thế Tôn, con xin được cúng dường lên quay thần Tam Bảo. Là ngày vui của con được Như Lai thọ ký xuất gia thế pháp tu. Một trăm hai mươi tuổi đời con mới có niềm vui tột bậc an lành. Vậy mà trời ơi cái vui chưa mỹ mãn, Như Lai vào niết bàn con sống sao đây? Con dập đầu đảnh lễ Như Lai, mà nán lại ở đời lâu hơn để dạy cho chúng sanh biết đường tu sửa, chân nhập niết bàn rồi như mặt trời lên không ánh màu vàng sắc. Không có ánh bình minh thì làm sao qua đời ngát đời. Đức Như Lai đã bóng hào quang chiếu sáng cho muôn loài, là tình thương mẹ cho con luồng hơi ấm để sưởi tâm hồn gia nằm đêm đau. Sống còn mê mờ nên lọt nẻo gai trong rừng cẩm bẫy lâm vào khổ già. Đức Như Lai là trí cao quệ cao, sao đã nhập niết bàn để chúng
sanh xót và sầu đau. Con cúi đầu bãi bạch phụng thỉnh Đức Như Lai, ở lại cõi đời dài lâu để ban đẩy hồng ân cho muôn loài chúng sanh biết đạo lý thành cao. Khổ nạn sự tan thương nghiệp quá nặng nề, không rõ biết đường về, càng lạc bước càng xa bởi sắc tài làm mãi mê. Quả lai thần ám nặng nề, làm sao trở gót được quay về. Nguyện xin cầu Phật độ cho muôn người có ngộ dứt đường mê. Tâm nguyện của chúng con đã tỏ bài kinh xin Đức Như Lai từ bi minh chứng, mở lối cho con đi chỉ đường cho con đến cứu cánh yên vui dứt cảnh nổi trôi trên đường lục đạo nẻo ác bi thương khổ cảnh kinh hoàng. Xin Đức Thế Tôn đừng dối nhạt tu bạc đà la ư, người hiểu một mà chẳng biết hai, ta nhập niết bàn là đổi thay cho cảnh khổ. Bởi đời mê nên chúng sanh chưa tỏ ngộ, ta thể hiện cõi đời là cứu khổ cho nhân thiên. Cho chúng sanh nào mà có chút hữu duyên thì ta tìm đến độ cứu cho giải thoát siêu tiên lâu rồi. Có ngộ pháp Như Lai thiền ứng cũng tùy duyên, quả diệu sâu rộng lớn vô biên, kho bảo tàng ẩn chìm trong thể tâm. Bởi ngộ căn chưa đầy si thành tham sân si, vọng tưởng đạo điên nghiệp chướng che mờ. Nay con thấy tấn tâm minh lục phong diệt tận định mai đạo thiền cặp bến tây phan, cuối sinh Thế Tôn cho con được nhập trước niết bàn về bên cõi Phật.